Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Thí dụ chúng ta muốn nói là tôi xin phép đi nha. Thì ngoài những cái từ là mũ di xí, ngõ diêu chẩu la, ngõ diêu lỵ hói la, thì chúng ta có thể nói là ngõ sắp phổi. Ngõ sắp phổi có nghĩa là tôi xin phép đi nha, ngõ là tôi. Ngõ sắp phổi, tôi xin phép đi nha. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Ngõ sắp phổi, ngõ sắp phổi. Rồi, bây giờ cẩm sầu tu. Cẩm sầu tu có nghĩa là cảm nhận được. Cẩm sầu là cảm nhận, cẩm sầu tu là cảm nhận được. Cùng nhau đọc lại. Cẩm sầu tu, cẩm sầu tu, cảm nhận được. Mình thí dụ, chúng ta muốn hỏi là em có cảm nhận được nhịp tim của anh không? Thì hỏi như thế nào? Hỏi như thế này: lỵ dạo mụ cẩm sầu tu, ngọ kè sấm thiều. Lỵ dạo mụ cẩm sầu tu, ngọ kè sấm thiều. Thì lỵ là em, là bạn, là anh, là chị, là cô, là bác đều được. Dạo mụ, đây là câu hỏi có không. Cẩm sầu tu, cảm nhận được. Ngọ là tôi, ke là của, sấm thiêu là nhịp tim. Ngọ ke sấm thiêu là nhịp tim của anh, nhịp tim của chị, nhịp tim của tôi, ha, là nói chung là tự xưng là anh chị, nó có nghĩa là tôi ngọ ha. Chúng ta cùng nhau hỏi lại nè: lỵ dạo mụ cẩm sầu tu, ngọ ke sấm thiêu. Lỵ dạo mụ cẩm sầu tu, ngọ ke sấm thiêu có nghĩa là em có cảm nhận được nhịp tim của anh không? Rồi, bây giờ tờ vận lọt ché, có ché có xì dám, không đọc xé, không đọc té, không đọc thé và cũng không đọc ché, mà là ché, lọt ché, lọt ché, xuống xe. Mình thí dụ, tôi kêu cô xuống xe, tôi kêu cô xuống xe, thì sẽ nói là ngọ kêu lị lọt ché, ngọ kêu lị lọt ché. Thì lọt ché là xuống xe, ngọ là tôi, kêu là kêu ha, kêu là kêu, dễ nhớ ha các bạn. Lị là bạn, hay là cô, là bác, là gì đều được, vân vân. Ngọ kêu lị lọt ché, cùng nhau đọc lại một lần nữa. Ngọ kêu lị lọt ché có nghĩa là tôi kêu cô xuống xe. Rồi, bây giờ thí dụ chúng ta muốn nói là chúng ta xuống xe thôi. Thí dụ như chúng ta đi tới một nơi nào đó, bây giờ chúng ta cần phải xuống xe ha, thì chúng ta nói là ngọ tì lọt ché la. Ngọ tì lọt ché la, thì ngọ tì là chúng ta, chúng tôi, chúng mình, lọt ché là xuống xe, lọt ché la xuống xe thôi. Ngọ tì lọt ché la, cùng nhau đọc lại một lần nữa. Ngọ tì lọt ché la có nghĩa là chúng ta xuống xe thôi, chúng mình xuống xe thôi. Rồi, xuống xe là lọt ché. Bây giờ lên xe sẽ là sợn ché. Sợn là lên phải không nào? Sợn ché có nghĩa là lên xe. Rồi, mình thí dụ tương tự, chúng ta lên xe thôi thì sẽ là ngọ tì sợn ché la, ngọ tì sợn ché la. Thì ngọ tì là chúng ta, sợn ché là lên xe, sợn ché la lên xe thôi. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Ngọ tì sợn ché la, chúng ta lên xe thôi. Rồi bây giờ sợn ché lên xe, lọt ché xuống xe, ngọ tì sợn ché la, chúng ta lên xe thôi. Ngọ tì lọt ché la, chúng ta xuống xe thôi. Rồi bây giờ thí dụ chúng ta muốn hỏi anh muốn làm gì, bạn muốn làm gì, chị muốn làm gì, cô muốn làm gì, thì chúng ta hỏi như thế nào? Hỏi như thế này: lỵ sảnh trồ mát dạ, rất là đơn giản phải không nào. Lỵ là bạn, hay là anh là chị, sảnh là muốn, trồ là làm, mát dạ là cái gì. Trồ mát dạ có nghĩa là làm cái gì, hay đơn giản là làm gì. Rồi chúng ta cùng nhau hỏi lại nè: lỵ sảnh trồ mát dạ, lỵ sảnh trồ mát dạ, bạn muốn làm gì, chị muốn làm gì, anh muốn làm gì ha. Rồi bây giờ thí dụ như chúng ta muốn trả lời là anh muốn em nhìn anh, anh muốn em nhìn anh, thì nói như thế nào? Nói như thế này: ngọ sởn lỵ mòn chừa ngọ, ngọ sởn lỵ mòn chừa ngọ. Thì ngọ sởn là
anh muốn, lị là em, mòn là nhìn, mòn chiều cũng là nhìn, nhìn ai, ngọ, ngọ là tôi hay là anh. Rồi, chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Ngọ sởn lị mòn ngọ, ngọ sởn lị mòn ngọ là anh muốn em nhìn anh. Rồi, bây giờ chúng ta muốn nói là anh kêu em nhìn anh thì sẽ nói như thế nào? Hồi nãy là anh muốn, bây giờ là anh kêu. Thì anh kêu là ngọ kêu ha, anh kêu là ngọ kêu, ngọ kêu là tôi kêu ha. Lị mò ngọ là em nhìn anh, bạn nhìn tôi, anh nhìn em đều được. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ kêu lị mòn ngọ, ngọ kêu lị mòn ngọ có nghĩa là anh kêu em nhìn anh, hay là em kêu anh nhìn em, tôi kêu bạn nhìn tôi đều được. Rồi bây giờ chúng ta muốn khuyên ai đó đừng suy nghĩ nữa thì sẽ là ừm hữu chơi lẫm lá. Ừm hữu chơi lẫm lá, ừm hữu là đừng, chơi là cái gì đó nữa ha, lẫm là suy nghĩ. Ừm hữu chơi lẫm lá, ừm hữu chơi lẫm lá, đừng suy nghĩ nữa. Rồi bây giờ từ vựng quảnh tủ là tìm được hay là đã tìm được quảnh tủ. Quảnh tủ mì, đây là câu hỏi, tìm được chưa? Quảnh tủ mì, tìm được chưa? Chúng ta tìm được thì sẽ là quảnh tủ. Rồi bây giờ mình thí dụ chúng ta muốn hỏi bạn đã tìm được chưa, anh đã tìm được chưa, thì chúng ta hỏi như thế này. Lị quảnh tủ mì, lị quảnh tủ mì, thí dụ như chúng ta muốn hỏi ai đó tìm được cái gì đó chưa thì sẽ là lị quảnh tủ mì. Thì lị là bạn, là anh, là chị, quảnh tủ là đã tìm được, tìm được, mì là câu hỏi chưa. Cùng nhau đọc lại. Lị quảnh tủ mì, lị quảnh tủ mì. Bạn đã tìm được chưa, anh đã tìm được chưa, chị đã tìm được chưa, cô đã tìm được chưa. Rồi thí dụ như chúng ta muốn trả lời trọn vẹn anh đã tìm được rồi hay là tôi đã tìm được rồi thì nói như thế này. Ngọ quảnh tủ la, ngọ quảnh tủ la, ngọ quảnh tủ la có nghĩa là tôi đã tìm được rồi, anh đã tìm được rồi. Ngọ là tôi, là anh. Quảnh tủ là, quảnh tủ là tìm được. Ngọ quảnh tủ, ngọ quảnh tủ, anh đã tìm được. Ngọ quảnh tủ la, anh đã tìm được rồi. Rồi bây giờ chủ tu. Chủ tu có nghĩa là đến sớm. Chủ tu có nghĩa là đến sớm. Mình thí dụ chúng ta muốn hỏi anh đến sớm vậy sao, anh đến sớm vậy sao, thì chúng ta hỏi như thế này, chúng ta nói như thế này. Lị cầm chủ tu kẻ, lị cầm chủ tu kẻ, anh đến sớm vậy sao. Lị là anh, cầm chủ là rất sớm, chủ tu là đến sớm. Lị cầm chủ tu kẻ, lị cầm chủ tu kẻ, anh đến sớm vậy sao, anh đến sớm thế sao. Rồi từ vựng mòn, mòn có nghĩa là, mòn có nghĩa là bận, bận rộn ha các bạn, là mòn. Mình thí dụ chúng ta muốn hỏi có bận không, mòn mòn, mòn mòn ha, mòn mòn, đây là câu hỏi có bận không, có bận rộn không. Rồi mòn có nghĩa là bận, mòn là không bận. Cùng nhau đọc lại. Mòn, 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 mòn là bận, mòn là không bận. Rồi chúng ta muốn hỏi có bận không, mòn mòn, mòn mòn. Chúng ta muốn hỏi câu hỏi đầy đủ có chủ ngữ, bạn có bận không, lị mòn mòn, lị mòn mòn. Rồi các bạn lưu ý ha. Thí dụ chúng ta muốn hỏi dài dòng một chút, công việc của em có bận không, công việc của anh có bận không, công việc của mẹ có bận không, thì chúng ta hỏi như thế này. Lị kè cúng chọt mòn mòn, lị kè cúng chọt mòn mòn. Thì lị là bạn, là em, kè là của, cúng chọt là công việc. Lị kè cúng chọt có nghĩa là công việc của bạn, công việc của em, công việc của anh. Mòn mòn đây là câu hỏi có bận không, giải thích. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại. Lị kè cúng chọt mòn mòn, lị kè cúng chọt mòn mòn, công việc của em có bận không.
Rồi bây giờ chúng ta muốn trả lời là rất bận. Mòn là bận. Thì rất bận sẽ là hủ mòn. Hủ mòn là rất bận. Khi mà chúng ta có một cái tính từ nào đó, chúng ta thêm vô chữ hủ phía trước thì nó có nghĩa là tăng thêm cái tính từ đó. Mình nói lại cho các bạn để nhớ ha. Hủ mòn là rất bận. Rồi bây giờ chúng ta muốn kêu ai đó cẩn thận đó thì sẽ là xỉu xắm a. Xỉu xắm a, cẩn thận đó. Xỉu xắm là cẩn thận. Cùng nhau đọc lại, xỉu xắm a. Xỉu xắm a, cẩn thận đó. Rồi bây giờ thí dụ chúng ta muốn kêu ai đó để cái gì đó, à, để đây nè, để đây nè, thì sẽ là phong hãy tù. Phong hãy tù, thì phong là để, hãy tù là ở đây. Phong hãy tù a, phong hãy tù a, để đây nè, phong hãy tù a, để đây nè. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói đúng rồi, đúng rồi, thì sẽ là hài lá, hài lá, hài lá, hài lá. Thì đương nhiên cũng còn có nhiều cách nói khác, thì những cái chia sẻ của mình cũng thường lặp đi lặp lại cho các bạn rồi ha. Hài lá, hài lá, đúng rồi, đúng rồi, hay là đúng rồi, đúng rồi, còn có nghĩa là ngắm la, ngắm la ha. Rồi